Trong một bản tin gần đây, thì đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã gọi chiếc điện thoại iPhone của Apple là một mối đe dọa an ninh quốc gia, chỉ bởi nó có tính năng lưu lại địa chỉ của người dùng và những nơi họ đã đi qua. Hiện Apple chưa lên tiếng gì về cáo buộc từ cơ quan truyền thông lớn nhất Trung Quốc. Tính năng khiến đài CCTV của Trung Quốc lo lắng chính là tính năng định vị thường xuyên trên phiên bản iOS 7. Theo CCTV, nếu người dùng bật tính năng định vị trên iPhone thì sẽ bị thu thập dữ liệu và làm lộ thông tin về tình hình kinh tế đất nước, thậm chí là các bí mật quốc gia. Nhận định này của CCTV cũng được các chuyên gia về an ninh mạng của Trung Quốc đồng tình. Đầu tiên, chúng ta kết nối điện thoại iPhone với một máy tính thông qua cổng USB. Sau đó, bằng một vài trợ giúp đặc biệt, chúng ta có thể thấy những hướng dẫn hệ thống mà người dùng bình thường không thể nhận ra. Có một hướng dẫn ẩn trong đó cho phép ghi lại địa điểm mà người dùng có mặt trong những thời điểm khác nhau. Theo mặc định, tính năng này vốn được thiết kế để biết được những địa điểm quan trọng để cung cấp thông tin cho người dùng. Chẳng hạn như hướng dẫn đến một nhà hàng thường xuyên khuyến mãi hoặc ước tính thời gian đến nơi làm việc. Dù vậy, người dùng có thể tắt tính năng trên phần cài đặt setting nếu không thích. Nếu tắt tính năng này đi thì mặc định chạy ngầm sẽ không bị ảnh hưởng, tức là thông tin về vị trí của người dùng vẫn bị ghi lại, nhưng Apple sẽ không thấy được điều đó, vì dữ liệu chỉ được lưu trong điện thoại của người dùng. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có đưa ra quy định hay lệnh cấm đối với các sản phẩm của Apple hay không. Tuy nhiên, trước đó, bản tin của CCTV đã từng có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Apple tại Trung Quốc. Giới truyền thông Trung Quốc gần đây thường xuyên công kích các công ty công nghệ phương Tây. Một số nhà phân tích nhận định rằng chính phủ nước này muốn làm mất uy tín các công ty nước ngoài nhằm cung cấp cho các đối thủ cây nhà lá vườn một cơ hội tốt hơn để giành lấy thị phần. Tháng trước, truyền hình Trung Quốc cũng đặt dấu hỏi về vấn đề an ninh với hệ điều hành Windows 8 của Microsoft. Trung Quốc còn yêu cầu những hồ sơ dự thầu của các nhà thầu cung ứng thiết bị công nghệ máy tính cho chính phủ của nước này không được cài đặt Windows 8.